Không còn là những quận biển riêng lẻ, giờ đây Vinhomes Ocean Park đã chính thức bước sang một trang mới, trở thành một thành phố biển tầm cỡ. Vinhomes vừa công bố quy hoạch Ocean City, quần thể rộng 1.200 ha gồm 3 đại đô thị, là điểm đến tầm cỡ quốc tế dẫn đầu xu hướng và dẫn dắt phong cách sống tại Việt Nam. Ocean City có quy mô dân số hiện tại hơn 60.000 người và khả năng dung nạp lên tới 200.000 người trong tương lai. Siêu quần thể có hạ tầng giao thông thuận lợi, kết nối trực tiếp với trung tâm thủ đô và các trục kinh tế vàng phía Bắc, tạo nên một trung tâm kinh tế xã hội mới phía Đông Hà Nội. Ban đầu ý tưởng là chúng tôi cũng muốn kiến tạo thành một cái siêu đô thị biển rộng khoảng 1.200 ha cho toàn thể người dân thủ đô cũng như là người dân Việt Nam. Nhưng mà khi mà diện mạo của ba cái đại đô thị này hình thành ngày càng một rõ nét thì chúng tôi thấy là mình chỉ không chỉ dừng lại ở đại đô thị All-in-One mà nó xứng đáng trở thành một cái thành phố điểm đến mới cho đông đảo người dân. Quy hoạch hạ tầng tiện ích của Ocean City được thiết kế hoàn thiện và đồng bộ, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sinh sống, kinh doanh lập nghiệp và nghỉ dưỡng của cả người Việt và người nước ngoài. Ba đại đô thị được quy hoạch thành ba quận, vừa mang diện mạo nhất quán, vừa có sự phân vai riêng biệt. Ocean Park 1 là quận trung tâm, Downtown. Ocean Park 2 là Midtown, quận 2. Ocean Park 3 là quận Uptown và là quận 3. Chúng tôi cũng rất là vui mừng bởi vì là có cái sự kết nối về hạ tầng giao thông giữa ba cái khu đại đô thị này. Và từ cái việc giao thông thì nó sẽ là giao thương, từ cái dòng người nó sẽ ra cái dòng tiền. Điểm chung của cả ba quận là đều sở hữu những kỳ quan đô thị chưa từng có tại Việt Nam, nhằm góp phần đưa Ocean City trở thành thành phố của những kỳ tích. Đến với quận 1 của Ocean Park 1 thì mình nên tắm biển ở ngoài trời, hồ Crystal Lagoon. Đến với quận 2, quận Ocean Park 2, bạn nên thưởng thức những cái chương trình lễ hội văn hóa đặc sắc tại Kinh Đô Ánh Sáng. Và có con trẻ thì nên cho các bạn nhỏ đi tắm biển và lướt sóng ở khu công viên tạo sóng nhân tạo. Còn đến với Ocean Park 3, quận 3, quận Uptown thì chúng tôi lại có vịnh biển 4 mùa, nơi mà các bạn có thể tắm biển giữa mùa đông mà không cần phải đi du lịch về Phạ Phú Quốc hay Nha Trang để mình tránh khỏi cái rét của Hà Nội chẳng hạn, hay là đi nước ngoài xa xôi như Thái Lan, Bali. Ocean City cũng mang đến cơ hội đầu tư sinh lời hấp dẫn cho những nhà đầu tư nhanh nhạy, bởi dự án hiện tại mới chỉ đi được 1/2 quãng đường. Tiềm năng tăng giá trong tương lai là vô cùng lớn.